Chiều ngày 25 tháng 6 theo giờ Hà Nội, Hội đồng Liên minh Châu Âu họp tại Luxembourg của Bỉ vừa ra quyết định cho phép Ủy ban Châu Âu ký hiệp định thương mại và hiệp định bảo hộ đầu tư với Việt Nam, lễ ký kết sẽ sớm diễn ra trong vài ngày tới tại Hà Nội, nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại Bỉ thông tin chi tiết. Ủy ban Châu Âu sẽ ký hiệp định thương mại và hiệp định bảo hộ đầu tư với Việt Nam vào chủ nhật tuần này, ngày 30 tháng 6. Đó là quyết định của Hội đồng Liên minh Châu Âu trong phiên họp trưa nay tại Luxembourg. Cao ủy Thương mại châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Thương mại Rumani sẽ tới Hà Nội ký hiệp định. Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Jean-Claude Juncker ngay sau đó đã tuyên bố Tôi hoan nghênh quyết định hôm nay của các nước thành viên Liên minh châu Âu. Hiệp định này cùng với hiệp định đã ký với Singapore thể hiện cam kết mạnh mẽ của châu Âu đối với khu vực Đông Nam Á. Đó cũng là cam kết chính trị của hai đối tác cùng nhất trí về thương mại cởi mở, công bằng và dựa trên quy tắc. Hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được đàm phán trong hơn 3 năm và đã được Ủy ban châu Âu trình lên Hội đồng Liên minh châu Âu xin ủy nhiệm ký vào tháng 10 năm ngoái. Sau khi ký thì hai hiệp định sẽ còn phải được Nghị viện châu Âu phê chuẩn bước cuối cùng trước khi các hiệp định này có hiệu lực. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.